Bữa nay mình sẽ sử dụng cái máy này để mình thổi hết mấy cái đồ dơ trên, làm cho cái nền này thành cái nền mới nha các bạn. Đây là cái nền cũ nè. Đó. Cái máy này là cái máy thủy lực nước. Nó thổi rất là mạnh. Nó sẽ làm cho cái nền này sạch bóng luôn. Đó. Cái này là nguyên cái nền của mình nè. Nguyên cái nền này á, bây giờ mình sẽ lấy cái máy này mình làm rửa hết cái phần này. Mình coi coi sau khi mình dùng cái máy này có nó mới cái nào nha. Thì đem điện này vô. Đem vô ổ điện này. Đem nước lên. Đó, mở nước vô đây. Mình sẽ bắt đầu làm ở chỗ này. Thank you.
đó mình có chữ COVID-19 go away. Tại vì hôm nay COVID này nó hoành hành quá cỡ luôn. Bây giờ bang Texas này đang bị nặng hơn nhiều nữa. Cho đó mình vẽ luôn cái chữ này COVID-19 go away. Đó. COVID này kiểu là mọi người không có làm ăn gì được hết, ảnh hưởng đủ thứ hết trơn. Rồi tiếp tục nha các bạn. COVID-19 go away from Texas. COVID-19 go away from Texas. Đó, ra lệnh cho COVID này biến khỏi đi, rất là mệt.
nó là này như đây nè, phân nửa rồi, làm được phân nửa, còn khoảng nửa tiếng nữa mới xong đó. Mình đợi cái này với cái này khác nhau không? Bên đây là chưa xong, bên đây là đã xong đó, bên đây xong rồi nè, giờ tiếp tục khi bên đây tiếp đó, nên cái máy này tiếp tục thôi. Thank you.
xong rồi. Cái này gần xong rồi. Xíu rồi xong rồi. Chút xíu mình sẽ đem dù qua đây. We'll be right back.
bây giờ mọi thứ đã xong, nhìn cái này là mình thấy khác thì nữa, cái này là như dòng này giờ gần tiếng hồ, là mới xong. Camera có thể ra từ nhà cửa luôn. Chơi vui vậy thôi ha. Chào cả nhà.